Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Ăn Vặt Manam Food của Thảo Võ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 7 mặt hàng mới về trong cái kho đồ ăn vặt nhà mình nha. Sản phẩm thứ nhất đó là khô gà lá chanh giòn ha. Đây, một cái hũ 300g như thế này thì giá bán là 90.000. Rồi, cái sản phẩm khô gà này nó rất là rẻ so với thị trường nha các bạn, ăn cũng rất là ngon ha. Vào buổi chiều hoặc là trong cái giờ giải lao thì các bạn có thể lấy ra ăn hoặc là mời bạn bè, đồng nghiệp của mình thì cũng rất là vui ha. Rồi ăn với nhâm nhi hoặc là nhậu thì cũng rất là lý tưởng ha mọi người. Khô gà lá chanh giòn 90.000 nha các bạn, 90.000. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo mà mình cũng rất là thích đó là rong biển cháy tỏi nha mọi người. Đây, em gái mình nó rất là thích cái sản phẩm này và hôm qua nó đã khui một hộp nó ăn rồi ha. Rồi, cái hộp như thế này giá đang bán là 70.000 nha mọi người, 70.000 cho trọng lượng là 300g ha, 300g. Rồi, trong cái hộp rong biển này thì nó có đậu phộng này, có đậu phộng và nó có ướp một ít tỏi nữa, ăn thì nó dai dai giòn giòn mặn mặn á ha, rất là đưa cơm ha. Các bạn có thể ăn không hoặc là ăn với cơm cũng rất là ngon nha. Đặc biệt cho cái lần này đó là Mana Food đã làm một cái logo nè mọi người, một cái logo nè, các bạn thấy không, nhìn nó rất là xinh ha. Rồi, hai mặt hàng tiếp theo không kém phần hot trong cái kho đồ ăn vặt nhà mình đó là da cá trứng muối và da heo ha. Đây, da cá trứng muối và da heo, mọi người nhìn đây nè. Có một cô khách đặt cái sản phẩm này nhưng mà cô nói là cô muốn ăn liền, nhưng mà lúc đó thì mình không có ở nhà cho nên là không có đặt hàng kịp, thì vẫn còn trong cái kho đồ nhà mình ha. Bạn nào mà thích đó, đặt liền trong ngày hôm nay á, thì mình sẽ giảm cho các bạn 10.000 ha. Đặc biệt nếu các bạn là giáo viên thì mình sẽ giảm cho các bạn 20.000. Rồi, cái hộp da cá trứng muối này giá đang bán là 150.000 một hũ, 150.000 một hũ ha. Trọng lượng của nó khoảng 400g ha các bạn. Rồi, da heo đây, da heo thì nó rẻ hơn, da heo đang bán với giá là 70.000 cho một cái hũ khoảng là 300g nha các bạn. Đây, rất là ngon nha mọi người, ăn nhậu là hết sảy luôn á. Đây, rồi, sản phẩm tiếp theo đây, một cái sản phẩm mới này, nho chi lê nha các bạn, nho chi lê. Đây, nho chi lê à, có một cái lưu ý là công ty Mana Food á, thì nho chi lê của Mana Food á, nó sẽ có ba màu nha các bạn. Nó khác với cái chỗ hôm bữa của mình lấy là cái nho nó có một màu thôi, nhưng mà chất lượng thì như nhau nha mọi người ha. Cái nho này đang bán với giá là 80.000 cho một cái hũ 300g như thế này, và cái date là tới ngày 16 tháng 2 năm 2022 lận. Các bạn yên tâm nha, không có sợ hết date đâu nha. Rồi, rồi, người ta có hướng dẫn mình luôn nè, trên cái logo này nó có hướng dẫn luôn nè các bạn. Dùng ăn liền, đậy kín, để nơi khô ráo sạch sẽ, tránh nắng và ẩm ướt đó. Các bạn cứ để trong cái kho bếp nhà mình á, thì các bạn để ăn từ từ buổi chiều buổi tối, vừa coi tivi vừa ăn, rất là vui nha các bạn. Trong cái kho đồ ăn nhà mình thì không bao giờ thiếu đồ ăn vặt nha mọi người. Trừ phi là lúc đó là mình lười đi ra ngoài, hoặc là mình trong giai đoạn giảm cân sợ mập á, thì mình không có mua thôi. Còn bình thường thì trong tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng có đồ ăn vặt hết. Và các bạn chú ý nha, mình luôn có những cái phương pháp để mà ăn vặt nhưng mà không bị mập. Chứ nếu mà ăn vặt mà mập thì mình cũng sẽ hạn chế ăn vặt như các bạn. Giống như là cái việc uống trà sữa
thì dạo gần đây mình không có uống trà sữa được nhiều. Cái gì trước trước kia hồi xưa thì mình có thể uống trà sữa thoải mái như các bạn luôn, nhưng mà dạo gần đây thì bị cái cơ thể mình là không có cho nạp đường nhiều, cho nên là một tuần dù rất là thích nhưng mà cũng chỉ tối đa một ly trà sữa thôi, chứ không thể nào uống được nhiều. Còn cái này thì các bạn có thể ăn thoải mái nha mấy bạn, không sao hết. Rồi, cái sản phẩm tiếp theo đó là cơm cháy. Đây, cơm cháy nha mấy bạn. Rồi, cái này thì mình không có gì để nói ha, ăn cũng rất là ngon. Rồi, trong đây thì nó sẽ có là ớt này, trà bông này, cơm cháy ha. Một cái hũ nhìn rất là nhiều ha mấy bạn. Giá đang bán là 50 ngàn, cơm cháy thì rất là rẻ ha, 50 ngàn nha. Rồi, và sản phẩm cuối cùng hot không kém đó là khô bò miếng. Đây, khô bò miếng. Các bạn nhìn nè, nhìn cái miếng này nó rất là ngon thấy không? Rồi, và mình đảm bảo với các bạn là khô bò nhà mình là rẻ hơn nhưng mà chất lượng hơn các cái chỗ khác nha các bạn. Một cái hũ như thế này giá bán của nó là 130 ngàn, 130 ngàn cho một cái hũ như thế này nha. Hạn sử dụng của nó thì tới tháng 5 năm 2022 lận, cho nên là mấy bạn mua bây giờ các bạn có thể để dành ăn cho dịp Noel, dịp Tết cũng được ha, ăn từ từ không sao. Nhưng mà mình nghĩ là mấy bạn mua về thì mấy bạn chỉ ăn trong một tuần hai tuần là nó sẽ hết hàng ngay ha. Đặc biệt là còn 2 ngày nữa là tới ngày nhà giáo Việt Nam, cho nên là mình sẽ có một cái ưu đãi đặc biệt cho dành cho các bạn là giáo viên. Mình sẽ giảm 20 ngàn trên tất cả các sản phẩm. Nếu như các bạn là giáo viên hoặc là bạn bè của mình thì mình sẽ đều có giảm giá cho các bạn ha. Rồi, tương tự thì các chương trình khuyến mãi nhà mình như sau: là mua 2 sản phẩm bất kỳ sẽ được giảm 20 ngàn, mua 3 sẽ được giảm 30 ngàn cộng với free ship, mua 5 sản phẩm trở lên thì sẽ được giảm 50 ngàn free ship. Rồi, bạn nào muốn mua thì inbox số điện thoại giúp mình 0938 671 408 gặp Thảo, hoặc là mấy bạn có thể nhắn tin trên kênh YouTube này cho mình để mà mình đặt hàng cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh của mình ha, và mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm cũng như các chương trình bên mình nha. Xin chào.